À, bên này đi ăn phở với bắt bắt cầm đây. À, ông này là cái ông mà mê phở nè, suốt ngày cứ phở không? À, người ta ăn phở được 365 ngày được mà. Chán cơm nhà phở không? Cái lý do cái phở thứ nhất là nó dễ nuốt là bởi vì nó phở đặc biệt, nó có nước, một cái nạm gầu với lại như mọi lần vậy đó, cái tiết trứng. Tiết trứng không? À, tiết trứng hả? Ừ. Thử đi. Hai chén. Hai chén tiết trứng nha. Hai nha. Okay. Ông này cũng ăn phở mà thành mối luôn rồi. Tao vô tao không cần gọi rượu mà ra thấy nó bưng tới rồi. Yeah. Ngày qua tao ăn đây nè, tao còn ăn ai rau á, rượu mà thiên hạ ngó quá trời. À, rau rồi, nhìn cái rau thấy đã không? Chờ biết sao không? Cho đậu hành luôn nha mà. Nước béo đậu hành. À, về đây thấy khỏe không? Đi ăn thoải mái. À, bác cầm đã làm được sim chính chủ rồi nha. Xem điện thoại chính chủ. Đúng rồi. Nhiều người về không chịu làm cái chuyện đó. Bữa nay tụi nó dẫn đi mở tài khoản ngân hàng. Đúng rồi. Rồi bách bo đã có không? Rồi làm căn cước công dân. Nói chung là về mình cứ làm đúng thủ tục hết. Thì mình cứ sống vô tư. Có gì đâu. Ai kêu về quậy bỏ anh chi. Rồi có chuyện cứ sống vui vẻ. Sống thoải mái. Nói chung là mình phải nói một cách khác là mình phải sống thật với mình. Sống đàng hoàng. Cái tâm mình sao thì mình nóng vậy. Tôn trọng luật pháp. Đúng không? Ở đâu cũng vậy, sống là tôn trọng luật pháp. Nạm gầu. Thấy không? Cái tô nạm gầu ngon không? Đó. Quá ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Okay. À, ông này là đạo phở rồi đó. À, ông biết là thích nhất là phở là bánh phở đó. Cái bánh phở bên phải tươi. À, còn có gì phở bên Mỹ rau đã không? Rau đã không? À, trời ơi. Quá làm thấy ghê vậy. Quá cái tô chất lượng vậy. Tô đặc quá biệt. Tô đặc biệt. Trời ơi. À, lâu lâu ăn ăn đặc biệt chứ ông ăn hàng ngày nó khác phải không? À, biết cái quán này là do cái ông này nè. Ông này ông rủ đi ăn biết. Bảo đảm. Bảo đảm ngon. Ngon mà rẻ. Ta đi qua bên quận. Ta đi qua bên quận cũng được ăn tô phở nổi tiếng, phở quyền của quận nữa mà. Cứ ngon mà không bằng đây. Mà mắc hơn. Cậu biết tôi không phở bắt có được phái gì không? Cái này nè. À. Phái cái tỏi nha. Ăn tỏi đi để trừ tà. Để khỏi bỏ bùa. Nhiều khi về mấy người khùng bỏ bùa mình á. Mời mọi người ăn sáng luôn. Rồi giờ đó bữa nào cũng bắt cầm đi ăn phở thì đó bữa nay cũng bắt cầm đi ăn phở nè. Phở ăn ăn gì cũng bò rồi phải không? Cũng bò. Đây đi ăn phở. Ngày nào cũng đổi món á các bạn. Mà có ông này là ông trung thành với phở. Tôi mỗi ngày mỗi món. Bữa nay phở, mai bánh canh. Mấy cái món kia ta đuối không có vô. Mốt thì cơm, tấm. À. Cái cho hai cho tường nước mắm mà đúng không ạ? Bữa nay bà xã em bả đi ăn cái gì? Bún đậu mắm tôm. À. Món đó thì em không ăn buổi sáng. Em lại thích ăn buổi trưa và buổi tối. Sáng thì ăn cái món này đây, phở nè đó. Về đây thấy rau thấy đã. Ủa ông đến ăn rau ôm à? Rồi ôm mới đã nè em ơi. Đây ăn phở là phái với cái rau. Có mấy chế mấy mợ lên trên kênh với em bình luận nói đó. Việt Nam nghèo bởi vì sao? Bởi vì bán giá rẻ quá, không giống Mỹ mới nghèo, chịu nổi không? Trong khi ở đây mọi thứ đều rẻ hết, từ nhân công cho đến rau các kiểu, giá mặt bằng chung nó như vậy rồi, tiền thuê mặt bằng cũng rẻ nữa, thì chi phí rẻ thì người ăn được đỡ tiền chứ có gì đâu, mà về chỗ nào giá cũng vậy thôi, nói câu vậy cũng nói được bó tay, thay vì về tận hưởng đi thì nói như vậy, giờ về thử bán giá kiểu Mỹ ai ăn, đồng ý không bác không? Phải mừng chứ, nhưng mà người ta vẫn sống được là tại vấn đề chỗ nhân công rồi. Cái món phở mình rất là ngon. Cái gì? Được ăn là ngon à. Mà mình ăn những cái món mà mình khoái khẩu là mình thấy ngon rồi. Tô này có 40 à. Mình rước 35 à, bữa nay lên nó hết tan nhiều quá. Lên 40. Tô của em 45 nè cả nhà mình. Tô 45 ngàn. Tô 45 ngàn nè, tính ra có nhiêu? 2 đô hơn à.
có $2 mà không phải tốn đồng tiền tiếp nào hết, khỏi tốn thuế nữa, không đâu tính thuế gì đâu. Nạm ngon lắm, quá ngon luôn. Rồi xin mời các bác nha, em miếng cái tương ớt đi. Đảm bảo phim này hồi nó lên YouTube này chắc có cái anh Thành Đông gì thế nào cũng đăng à. Rồi thấy ông ăn rau thấy đã không mọi người? Trời ơi, con cầm cái rau ông ăn nó sướng không? Ăn như chưa bao giờ được ăn vậy á. Không ăn như chưa bao giờ được ăn à. Bánh phở đã được chứ. Đúng không? Phở nó ngon, đã được. Bánh phở tươi hả? Ờ. Ăn mình ăn rồi đó, ăn riết mấy cái hủ tiếu khô nó quải quá. Được rồi, trên đất nước của mình, quê hương của mình. Ăn một tô phở. Không có gì, mình. Không có gì sướng mà. Trời ơi, đã. Tại sao nhiều người không cảm nhận được cái cảm giác đó ta? Ăn về chắc có nhiều người bên đó thấy mình ăn về họ chửi dữ lắm đó nha. Họ chửi tại họ mình ăn mình cứ ăn. Nó chửi gì? Ủa mẹ mày ăn mày bị vừa phải mày cho lại nó thèm mà. Rồi chắc là chim nó ăn cho nó ngon mất công thiên hạ lại lại buồn nữa. Ừ, ngon phải. Đó, rau đã nè. Mày không tin bằng sống này, ngon. Hả? Không phải mày bỏ chơi nó mềm. Mày cái gì? Rau thấm nè. Ờ. Rau. Ăn không hả? Ăn đi cho miếng ngon. Ông em là khoái ăn trộn chung à. Ngon khỏe mày. Nó quyện vô phải không? Mỗi người mỗi kiểu không ơi. Mọi người nói ăn gì rồi sẽ bị chết. Tôi nói chết thèm. Chết thèm á, về Mỹ không có ăn á. Mày nhớ là mày đi ăn phở phở quà ở chỗ Bạch Giữa Ba mày đâu? Ừ. Má chát. Thôi nó không bị chửi à, mỗi nơi mỗi kiểu. Không phải nó vừa dở mà rau không có gì trơn á. Tại thiếu rau, thiếu này thiếu điều đủ thứ. Với hai ngồi ở cái chỗ lạnh lẽo ăn thì nó sao ngon bằng ở quê mình được. Mọi người hỏi em á, sao đòi Việt Nam sống? Em nói câu là bắt cầm đồng ý không? Em sợ nợ lắm rồi, quá trời nợ rồi. Em thấy em qua bệnh cài cả đời để trả nợ không, mà giờ trả mà cái tiền mà trả nợ cái nuôi cái nhà không, em đuối quá. Trả hết tiền nhà cũng phải trả nợ tiền nhà nữa, tiền này được kia mệt đuối lắm. Đây nước gì đó bác? Tiết trứng. Tiết trứng à? Tiết học nha, mặn canh vô. Tiết trứng à? Trong đây có trứng đó phải không? À, trứng như tiết bò thành tiết trứng rồi. Thử nha. Hơi bị ngon ha. Ăn chanh vô phải không? Ăn chanh vô. Này món này mới nè, mới biết ăn nè. Này theo giới thiệu bắt cầm. Ăn trứng tan một tô này ăn thì chán tiết cả ngày không đói. Bởi vì sao? Ô, trứng đây nè. Nó đạm nhiều quá phải không? Trứng nè. Ồ, hút vô. Được không? Bắt cái trứng. Trời ơi. Còn cái gì bằng nữa trời ơi. Ngon quá trời ngon rồi. Quá trời quá đã rồi. Giờ mới hiểu là sao hôm nay ông cứ ăn phở suốt ngày. Ngon quá. Lấy cái chén chấm mới được. Rồi ông ăn rau cái này người ta thấy người ta sợ ông luôn. Chấm không? Chấm với bò viên mới ngon. Cái này chấm bò viên. Và chấm bò viên phải có tí cái này nè mới ngon nè. Là ớt sa tế nè, chấm bò viên. À nói sa tế bình toàn là ớt dạng này không à ha. Đây, chấm bò viên là phải lấy cái chén ớt để riêng nè các bạn, tương ớt chấm cái đã. Đó. Đây nè các bác ha.
Em về Việt Nam là lý do tại vì em sợ nợ quá rồi. Thôi về đây đi để bớt nợ đi. Việt Nam em tự hào nghe anh nói là nhà của tôi. Ở Mỹ thì nhà nào của tôi, nghe nói hai chữ nhà của tôi nó nhục quá. Nhà của ngân hàng đã hết tiền nhà cũng là của ngân hàng, nó đâu có đưa bài gì đâu. Giao dịch trên online mà, giao dịch trên ngân hàng mà. Trời ơi, ăn rau đã gì đâu. Nhìn thấy rau mà ở Việt Nam ăn phở thấy thèm nha cả nhà. Ai nói ăn rau chết thì tôi ăn trước chưa? Ông bà ta nói có một câu, đói thì ăn rau, đau thì uống thuốc. Mà nhớ câu đó không? Rồi, ăn phở này á, thật ra là ăn bao nhiêu cái chất thuốc trong đây nè. Rau thằng thuốc không á. Tỏi giải cảm nè. Thấy không? Ngò gai, quế, húng cay, đậu hành, rồi những món độc không? Nói một cách khác chăng nữa, mình ăn bất cứ một cái món gì bình dân mà ăn tại đất nước mình, ăn tại quê hương của mình, ung dung tự tại thì cái món đó đối với mình là rất là ngon. Còn thịt lộn rất đơn giản thôi, Mỹ nước trái vậy, vừa mà ăn lại không ngon. Mà cũng là hùng giờ lên nó bán sơn ngoài đường này, mấy 7-8 ngàn trứng à. Mà ăn cái ngon là nó ngon, còn cái gì nó quất lần 10 trứng luôn. Cười. Có không khí. Anh thấy mấy cái ông ẩm thực của Mỹ á, mấy ông như là ông Tony, cái ông vua bếp dân Mỹ á, chị Việt Nam cũng ăn mấy cái quán bình dân à. Rồi hôm nay em cũng thích về vô nhà hàng Mỹ cái biến bán á, thấy không? Ẩm thực cái linh hồn của thực là nằm ở những chỗ những quán như thế này nè, bình dân nè. Nó không phải cao sang đâu, mỗi quán cao sang làm dộn lắm. Cái quán này rất là đông. Cho coi nè. Đó, quán nè, quán cỡ lý xìn nè đó. Quá ngon. Ăn vậy mỗi ngày không sợ mập quá. Mập lên này nha. Má lạ đời cái này, ta ăn xa tăng không? Con người ta cũng vậy à, không thể mập theo kiểu mà quá khổ được. Khổ rồi, chúc hình ảnh đi ăn phở với bác cầm cho cả nhà mình được biết. Ở quán Lý Xìn giờ đây sướng không, cái buổi sáng là cứ rủ nhau ý ới nhau ăn sáng xong uống cà phê rồi đi chơi cả ngày khỏe. Ai nghĩ sao nghĩ, nhưng sao tôi sướng được rồi. Thôi xin chào cả nhà mình nha. Nếu mà muốn được như anh em tụi em chỉ cho cách, đừng có chửi, chửi không có tác dụng gì đâu. Thôi em ăn em nói nữa để bắt nói á. Xin chào cả nhà nha, tại vì không có thấy đường. Dạ rồi, không thấy comment gì trơn, không có đọc được. Chứ không phải gì đâu, không đọc được comment cho nên là không trả lời được. Muốn đọc comment là phải đeo kiếm vô cầm á. Để coi rồi, đeo kiếm vô. Bạn cỡ đeo kiếm mới vui. Trời ơi, sướng nhất là ông cầm mà còn ai nữa. Cầm là ông sướng nhất trần đời. Giờ ông người thai rồi. Tôi nói em á, về Việt Nam sau này á, không có tiền người thai, đợi người thai đi mới về. Đâu biết là mình ngồi đây mình vẫn làm, mình vẫn đóng thuế, mình vẫn trời, có nói cũng không hiểu thôi, khỏi nói. Có nói thì tụi nó không hiểu thôi, khỏi nói.
cứ lấy cái suy nghĩ của mình để áp đặt cho người khác. Làm việc online thì đâu có cần những quốc gia nào. Thời nay họ quên rằng họ đang sống trong thời đại 4.0, mọi chuyện đều online hết. Có thứ gì được cũng rẻ, nghĩa là mình làm việc anh nói không, tôi mới đăng ký với chính chủ một cái phim, là cái phim là Vinaphone, ta đóng có 1.2 triệu à, mà ngày tới 16 tháng. Wow. Một ngày là 6 GB, quá dữ. Quá dữ đúng không? Trong khi đó mà ở thi bò bò của ta ở bên đó, một tháng là ta đóng một mình tao không là 70 đô. À. Mà anh lên là đâu? Anh lên đi mình, nhưng mà mình đâu có lúc mình làm sạn, nhưng mà mình tính đi 70 đô là như vậy. Nói anh lên bạch ra là bao nhiêu ghi thôi, qua cái ghi đó đó là nó chậm lại, chậm lại như cái 5 GB rồi. Sau đó nó chậm lại. Bây giờ ở Mỹ á, Việt Nam cũng giống nhau. Sim á đòi chính chủ nha, đăng ký 11 mà không có chính chủ là cắt luôn á, nó lóc luôn á. Để tránh cái tình trạng là tụt lum rồi. Mình nghĩ thì nó không có cần. Tại vì mày mỗi lần mà offline mày đưa cái license ra rồi đủ thứ cơ sổ các cái số thì cũng nắm hết trơn cả rồi. Nắm mẹ rồi. Có gì đâu á. Chẳng qua là Việt Nam mình, tại vì hồi xưa giờ sim rác quá nhiều. Mà sim rác thì đủ nó gắt. Mà tôi thấy là tôi thấy quản lý vậy là tốt quá. Quá tốt. Quá đúng. Chờ mong quá đó. Nó tống tiền mày xong, xong anh em dùng cái sim. Tụi nó tống tiền xong dùng cái sim. Mình đâu có làm được. Chứ bây giờ Việt Nam quản lý y như Mỹ rồi đó. Quản lý bằng ID á. Tiết cứng. Tiết cứng. À, cái định danh y như Mỹ rồi nữa. Rồi. Định danh cứng là kiểu security. Tô á. Không, nhìn những điều đó mình mừng á. Đang coi như là quá chuẩn luôn. Đỡ được tất cả điều phiền phức. Nhất là cái đám bậy bạ ở ba chợ. Tội phạm luôn. Phê. Ông An có chọc tức ta không? À, đã. Tôi hỏi là thịt quá trời thịt luôn, ăn nãy giờ không hết luôn. Còn thịt quá trời luôn nè cả nhà. Trời ơi, thịt tùm lum quá chứ. Chào ông Thủy nha, chào tất cả mọi người. Cuộc sống Việt Nam là cuộc sống nhàn hạ, nó tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Nói một cách khác, ngay tại thời điểm tôi đang ngồi nè, nếu mà buổi sáng bên Mỹ không có làm gì, có cái chuyện hai thằng gặp nhau mà ngồi cà cú và uống cà phê rạng khởi ngồi nó dốc, không bao giờ có chuyện đó được. Chắc giò lên cổ chạy. Đúng rồi, chạy chết phải cha luôn, dụ mà. Sống mình nó vừa sống vừa hưởng thụ. Con chào Hậu Nam hả? Chào Hậu Nam nha. Xin chào Hậu Nam. Đi cà phê. Cà phê gì đâu ta? Ăn này xong đi cà phê ngựa. Ở đây nó có cà phê Du Miên. Rất là đẹp.
Ở chàng Hậu Nam này biết cà phê ngựa không? Có. Có. Quán cà phê ngựa đàng hoàng luôn. Chị biết ở đây người ta đặt tên. Tại vì tôi đang muốn nghiên cứu cái mô hình cà phê ngựa hay lắm. Để cho về quê tôi mở. Đó là sao? Ừ. Đi đi rồi biết cái giờ nói sao rồi mô tả được. Nghe ta đọc ăn cà phê ngựa. Vậy là quá đã. Bây giờ bạn như vậy là dư đạm rồi, đúng không? Một ngày không thấy đói được. Tô phở chất lượng, một dĩa tiết trứng, một chén tiết trứng, thế là đủ rồi. Thật là ngon mà thật là rẻ. Nói chung là vật giá Việt Nam mà làm như vậy rồi ok lắm mà. Đủ mới bị thảo xạo mày, đủ mà ở đường đó, đủ má mà về đường Nguyễn Thái Bình chỗ bừng nhất ban bạn em, chỗ đó là đủ má, trung tâm quận nhất rồi bạn ơi, nó không có phở nó ăn thì anh á có lý anh cũng chính à, thấy không? Ủa mà lần đầu tiên Dương Trung Hiếu rồi mà ăn ăn tiết trứng rồi ngồi chắc 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 luôn. Ngon không? Quá đã. Quá đã phải không? Tôi làm tô ứ hự rồi. Để no tới trưa luôn á. No tới chiều. No tới chiều luôn. Đó là buổi sáng của tôi, Cầm Nguyễn. Sáng phở, chiều cơm. À, sáng phở. Sáng phở, trưa cơm, chiều nhậu. Đó, cuộc sống nó vậy. Nói thì ghét. Nói chúng chửi. Đúng rồi, được, ta đang cầu cho đúng chửi mà. Được, ai muốn chửi gì chửi cho ta đâu khe. Được rồi. Cho tao hỏi tụi bay gì, tụi bay chửi có chết tay nào không? Chứ là chết thằng nào thì tao không biết sợ, cũng không chết, tao đâu có ngán. Trời ơi, giờ nó rủ đi mua bi thuộc kìa. À, đúng ngày hôm nay tại nước Mỹ đang kỷ niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam. À, thì mọi người 11 giờ mọi người vào cái kênh của chuyện nước Mỹ của Tí mình live stream nói về cái chiến tranh Việt Nam mà Mỹ đang kỷ niệm ngày hôm nay. Nước Mỹ đang kỷ niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam. Ok, thôi mình đi like chút xíu để coi cái khung cảnh của cái quán này và thức ăn ngon. Bữa nay dẫn Dương Trung Hiếu tới nó ăn. Mà nó ăn rồi chứ đâu phải mới ăn đâu. Ông Đức nói miệng nó thôi, tới nó ăn rồi, khen ngon. Thì đi chung cho thấy là có hai cha đi chung. Đúng rồi, giờ đi vui thôi, giờ cho coi rồi mày hiếu mày đi cầm cái phone mày chạy mày quay cho cái bảng giá cho người ta biết. Đồ quá. Họ ra trả tiền rồi trả lại luôn. Ờ đây thấy cái hoàn cảnh của cái quán này thì rất là rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát và rất là đông người. Mà cái quán này rất là bình dân nha, mà rất là ngon. Kỳ lạ đời, bình dân mà ngon kinh khủng. Và cái quán này nó tấp nập suốt ngày, hình như nó bán suốt ngày luôn á. Ok vậy thì thôi tạm biệt mọi người nha. Nhớ 11 giờ vô kênh chuyện nước Mỹ của Tí ở bên YouTube á. Bên YouTube á. À chứ không phải ở bên livestream đâu. Không phải ở bên Facebook đâu, livestream. Tôi với ông bạn già Peter Phượng. Ok vậy thôi bye bye mọi người nha. Rồi.